Hiện nay, mặt hàng rong nho đã bắt đầu chiếm lĩnh thị trường trong nước, hơn nữa trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Để có được kết quả này, rong nho được đưa vào sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là rong nho phải đảm bảo là nông sản an toàn. Hành trình rong nho từ vùng nuôi trồng đến thị trường cũng là những bước đi đầy khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Ở cơ sở chế biến rong nho này, không thể thiếu là những bể chứa. Nước biển sạch luôn sẵn có trong bể. Rong nho thu hoạch từ đìa cho ngay vào bể chứa. Tại đây, chúng tiếp tục được nuôi thêm 5 ngày, để rồi sau đó có một sự khác biệt, có thể ăn ngay rong nho vừa vớt lên. Bên cạnh đưa ra thị trường theo dạng rong nho tươi, một công nghệ mới được công ty DNT áp dụng để chế biến rong nho, đó là công nghệ tách nước. Với công nghệ này, mặt hàng rong nho sau chế biến được giữ lâu hơn và cũng tiện lợi với người tiêu dùng. Đây cũng là điều mấu chốt để rong nho sản xuất tại Việt Nam có mặt ở thị trường nhiều nước. Rong nho sạch. Cái thứ hai là màu sắc thực tế, không dùng công nghệ luộc chín để mất đi cái dinh dưỡng của rong nho. Cái thứ ba nữa là bảo quản được lâu. Ba cái yếu tố đó đã làm cho nho của DNT ở nước ngoài cạnh tranh song phẳng. Công ty DNT liên kết với hàng trăm nông dân ở vùng biển Nam Trung Bộ để ổn định vùng nguyên liệu. Mùa rong nho từ tháng 2 đến tháng 9 đều đặn mỗi ngày, doanh nghiệp này thu mua 7 tấn rong nho. Xuất khẩu hay tiêu thụ tại thị trường trong nước thì yêu cầu đầu tiên vẫn là sản phẩm rong nho phải đảm bảo chất lượng. Đây cũng là điều quyết định để khai thác dư địa vẫn còn rộng của rong nho trên thị trường. Doanh nghiệp phải luôn luôn cải cách và đổi mới để tìm ra cái công nghệ tốt nhất cho sản phẩm. Người nông dân cũng phải gắn cái tâm của mình vào đó để làm ra cái nguồn đầu vào thật cực kỳ tốt. Nhìn cái lịch sử của Philippines, người ta phát triển cách đến nửa thế kỷ và cái giai đoạn hùng cường của nó tức là hàng 400-500 hecta ở Cebu, người ta phát triển tốt. Nhưng mà sau đó vì không giữ được cái chất lượng của nó cho nên là thế giới nó không ăn nữa. Thì cái nghề nuôi nó lụng bại, cho nên Việt Nam cũng phải nhìn cái gương đó mà cố gắng giữ được cái chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó là tiếp tục nâng giá trị rong nho thông qua đầu tư công nghệ chế biến. Như ở doanh nghiệp này, sau thành công ở công nghệ tách nước rong nho, nhà sản xuất tiếp tục phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm nữa, cũng từ rong nho, nâng giá trị gia tăng cho mặt hàng rong nho tương xứng với những lợi thế mà rong nho có được.